Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì sáng nay mình đã có mặt tại Hồng Bàng, phường 12, quận 6 để đi tìm ông bà Tây bán vé số, và mình đã có mặt tại phòng trọ của ông bà. Mình để đi theo Nói ra là cô đang đằng này ở đằng kia rồi. Con hầu là hầu bệnh hảo quần tây mới hả, đừng cái chuẩn đi à, thuốc thuốc hôm 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 qua chưa có cái thầy không. chưa ca là cái nó hảo quần tây đưa về quận sáu đã rồi cái đưa về Nguyễn Thị Phương luôn, đưa về Nguyễn Thị Phương tại về làm giấy tờ cái đưa giấy tên đưa về cho Nguyễn Thị Phương cái nằm ở cái con Nguyễn Thị Phương. Thì bệnh vậy có đi điều trị không không? Dạ Bệnh có đi điều trị không? có giấy bảo hiểm cao của phường Để có phần cho mình phường làm chính hộ. quận sáu cái đó cơ là phường chính quận sáu. Ủa cô nằm ở bệnh viện bao lâu rồi? Lâu rồi. Nằm nằm lâu rồi? Dạ Nằm mấy tháng? 4 tháng cái thì hết chơi rồi cái xuất viện về Bị tim á cậu? hậu quân tim mới vừa cái cầm cái tô cơm gì là múc lên ăn tôi muốn thở chết mẹ là thở không lên rồi có cái phát cái là mệt chứ luôn cái cầm cái tàu rớt xuống rồi cái không hay Giờ chưa hết hả cậu? bắt đầu cái mới bắt đầu đi xuống Giờ giảm bớt chưa? giảm Mình có được điều trị gì thuốc gì tại vì không? cái muốn làm cái thì cái đi đi cái về cái nhà thương quận sáu khám rồi cho bác sĩ cho câu dạ có giấy bảo hiểm cái sẵn Giờ bảo hiểm là phường chính bạn y tế cái phần chính quận sáu để cấp phát cho mình không bà? dạ hồi đó ra cái phòng cháy đội đội khu phố á ở trận nó lo cho mình sợ sợ anh em cái bệnh muốn bệnh hoạn á không có giấy bảo hiểm vô tốn tiền nữa đó người ta lo cho mình giấy bảo hiểm cho mình Thì lúc này bây giờ mình có uống thuốc gì điều trị thêm không ba? có uống thuốc tiêm chỉ thuốc tiêm á thuốc tiêm á con Thuốc tiêm đó bao nhiêu một hộp không ba? Thuốc tiêm á cái hũ nằm ngay đây với lấy hũ đó không có hũ nào ông không ba có cũng nhiều bệnh quá ông ba trời bệnh hở quân tay nó cái tỉnh mệt tỉnh lắm đi không rồi mệt lắm tại nó rất là nguy hiểm xả ra cái cơ bả ra cái bả xả tôi cái như cái bỏ bả cơ nó quả hình lại Dạ, bữa là từ lần lần trước quả hình phát luôn hả ba? dạ quả hình luôn hả ba? quả hình nó lại cái treo lên nó dưỡng già Vậy mà bệnh phát bệnh lần trước là giống coi như là giống như là mà dạ mình đưa lên bệnh viện hay sao mà được người ta cứu được có bác sĩ y tá rồi cái ở trọng cứu vì cái có ống gì á lâu chứ đưa không ngược đó là lâu rồi lâu lâu cái ấy ngược kia cái ngay cái đầu ống tiên mà người này ta đọc về Thì lúc này ông làm mệt rồi có mệt có làm nặng rồi, có mệt không ở làm việc như thế này đó thôi bác sĩ Đối cho mình mua cho làm với cái việc như này đó thôi nhá thuốc này ta cho con thuốc tim nè Hello đó thuốc tim đây là thuốc tim khoan khoan của cậu chở tí đi khoan hả cái lấy đồ rồi Tại thuốc này mà là được người ta cho hay là mình mua không? Ở nước ngoài cho Nước ngoài gửi gì cho hả? Dạ Tiêm đó Vừa chia sẻ là có một phần có một Rồi, à, đọc cái gì? Nguy hiểm tới tính mạng mọi người Mà Con rồi, con uống được một viên nè Thuốc tiêm thương tâm thời nghiệp trong ba rồi nay nay thuốc này cậu còn uống hàng ngày luôn rồi bạn dạ cậu cậu uống 2 viên
Một ngày không có sáng giềng chiều kia. Sáng giềng chiều gì? Dạ. Mình nhớ uống thuốc đều để nó tốt cho sức khỏe cho thôi mà. Thấy cậu đỡ mệt đó con. Dạ. Cậu uống thuốc, cậu ăn uống no, cậu uống nha cậu. Dạ. Ăn mau quá cậu. Lúc ba không đói à? Không uống thuốc nó lùi với cậu. Mọi người rồi đây. Cái chân này đỡ nhất chưa không ba? Đỡ rồi. Hôm qua đó có thuốc đó. Còn ba có uống không? Uống rồi. Uống có viên. Dạ. Rồi phải uống ngày 2 viên. Khớp mình đang ngay chỗ đầu gối ha ông ba. Dạ. Đầu gối. Các bạn ba cũng rất là nhiều. Ừ. Đi đứng cũng khó khăn không bà? Khó. Mình người cậu có hỏi thăm bác sĩ là mấy chuyện thuốc tây mình uống hai loại thuốc thì có sao không cậu? Hỏi thăm thầy có bác sĩ coi với cô y tá thì chú uống cái một viên thì cái chiều uống viên. Tối mẫu viên con là thuốc khớp này cậu cậu ra không có sao đâu con không có sao hai lúc cậu uống hai lần một lần đâu bởi vì nói ra là uống thuốc tim trước đi rồi bắt đầu uống khớp cũng khoảng 2-3 tiếng dạ, dạ, chứ... uống ăn dạ, cũng thế uống xe kẻ thời gian đi con khác với nhau là dạ. Cũng sợ có chuyện gì không có đâu xe kẻ xe kẻ giảm nhau thôi chứ nó không có gì không uống chung một lần là thấy cũng không có tốt uống kia trước khoảng 1-2 tiếng cậu uống thuốc khác. Bây giờ cậu uống thuốc thì thuốc cây mấy này vô trước nè. Dạ. Bắt đầu với cái thuốc uống thuốc khớp như cái sao dạ, sao bét đó. Dạ. Không phải uống rồi theo cái thuốc khớp dưới rồi thuốc làm mệt là không có. Cố gắng uống thuốc đều nha ông ba. Dạ. Ông bà với bà được mọi người. Cảm ơn nghe. Ông bà cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe. Ông bà có muốn nói lời gì với mọi người ở đây xin tạm biệt. Xin các anh thường quân các bạn đăng ký để theo dõi clip của mình tiếp theo. Dạ các bạn. Xin cảm ơn. Thì cậu ba cũng